Quý cô bác, anh chị kính mến, đầu xuân năm mới Giáp Thìn, Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc năm mới tới quý cô bác, anh chị. Lời chúc đón xuân năm Giáp Thìn, tấn tài, tấn lộc, tấn công danh, vui xuân hưởng Tết bên con cháu, trăm sự bình an vạn sự lành. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải. Cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động tử vi chi tiết cực chuẩn về tuổi Đinh Tị sinh năm 1977, trong 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch, được trời thương Phật độ, thần tài mở kho ban cho lộc lớn, tránh họa đắc phúc, làm ăn trúng lớn, có vận may cực đỏ, tài lộc ùn đổ về như thác lũ, khổ mấy cũng đổi đời đại gia, người người ngưỡng mộ. Quý vị thân mến, có một câu nói như thế này, người hạnh phúc không phải là người được sống trong hoàn cảnh thuận lợi, mà là một người có thái độ sống tốt trước bất kỳ hoàn cảnh nào. Quả thực vậy, cuộc sống của mỗi chúng ta tựa như một bức tranh vô cùng nhiều màu sắc, mà mỗi màu lại tượng trưng cho những khoảng sáng, khoảng tối, nước thăng, nước trầm của đời người. Có vấp ngã đấy, có đau khổ đấy, nhưng điều quan trọng là ta biết ta ngã ở đâu để đứng dậy ở chỗ đó, ta biết vì sao ta đau khổ, mà biết vươn lên từ trong những đau thương ấy. Con người sinh ra có quyền được sống và ước mơ, nhưng không phải ai cũng có thể thành công trong một sớm một chiều, mà tất cả phải trả giá bằng những vấp ngã, những đau đớn tủi nhục, những năm tháng bất trắc xui xẻo. Thế nhưng chỉ cần bạn kiên trì không bỏ cuộc, thì sớm muộn sẽ nhận được quả ngọt sớm thôi. Và bản mệnh tuổi Đinh Tị sinh năm 1977 sẽ không cần phải quá lo lắng gì cả, bởi ngay sau đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ ngay với quý vị về những bí mật được giới huyền học tiên tri tử vi tiết lộ. Trong 6 tháng đầu năm 2024 tới này, chỉ cần bản mệnh tránh được 4 điều cấm kỵ thì không những vượt qua đại hạn dễ dàng mà thậm chí còn có khả năng cải mệnh đổi đời, một bước trở thành con giáp may mắn giàu có, thành công nhất trong số 12 con giáp. Vậy thì ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi theo dõi mà chiêm nghiệm lá số tử vi của mình nhé. Chấn động tiên tri cực chuẩn tuổi Đinh Tị sinh năm 1977. Trong 6 tháng đầu năm 2024, tránh được 4 điều này, tiền bạc cập đến, phát tài giàu có, càng làm càng giàu. Những người tuổi Đinh Tị thường là những người có nhiều ham muốn, tham vọng khá cao. Tuy nhiên, trong công việc họ lại chẳng bao giờ kiên định với những gì mình đã chọn lựa, thường bỏ giữa chừng hoặc làm không tới cùng. Mặc dù người tuổi này đều là những người biết nhìn xa trông rộng, có khả năng tư duy nhanh nhạy, tính toán hơn người, nhưng nhược điểm là hay bỏ giữa chừng. Do đó, cuộc sống của người tuổi này khá lận đận, chỉ đủ ăn đủ tiêu, khó có thể trở nên giàu có. Như chúng ta đều biết, rắn là loài động vật biết cách quan sát và chờ đợi. Do đó, những người tuổi Đinh Tị thuộc tuýp người không bốc đồng. Họ rất kín đáo và bí ẩn, bởi tính cách của họ vô cùng bình tĩnh, nên khi xảy ra mâu thuẫn họ sẽ chọn cách im lặng, sau đó tìm cách giải quyết. Hơn nữa, người tuổi Đinh Tị có một bộ óc luôn phân tích, giúp cho họ có được sự tinh tế, cẩn trọng và khả năng phán đoán đúng đắn để tìm ra nguyên nhân cho từng vấn đề. Đặc biệt, trong mối quan hệ với mọi người, người tuổi Đinh Tị ưa thích chiếm hữu và yêu cầu người khác rất cao. Trong mối quan hệ với bạn bè, họ vẫn giữ thái độ thiếu tin tưởng ở một mức độ nhất định. Cụ thể, họ không tha thứ cho người nào đến muộn hay lỡ hẹn. Họ rất dễ bị kích động. Thay vì mỉa mai, cãi vã nặng lời, thì họ chọn cách biểu thị sự không hài lòng qua vẻ bề ngoài lạnh lùng. Đây là người bình tĩnh, có khả năng kiềm chế cảm xúc, cũng tài hoa hơn người, có ý chí kiên định và tinh thần phấn đấu không mệt mỏi. Họ không bao giờ khoe khoang tài năng của mình, mà lặng lẽ tiến hành những kế hoạch, âm thầm tiến về phía trước. Đinh Tị sống rất thẳng thắn, thật thà, hơi hướng nội tâm, ít nói, không dễ nóng giận, thường suy nghĩ rất kỹ trước khi hành động, được liệt vào hàng ngũ những người có đầu óc. Họ hiểu rất rõ về bản thân mình, biết mình yếu ở đâu, mạnh ở điểm nào. Họ đề cao đời sống tinh thần, giá trị quan rất cao vào khả năng phán đoán, dự đoán tương lai khá tốt. Thống kê cho biết, rất nhiều Đinh Tị 1977 trở thành tỷ phú do chăm chỉ làm ăn. Đinh là thuộc hỏa, Tị thuộc hỏa, mà nạp âm của Đinh Tị là hành thổ, cho nên Đinh Tị có khá nhiều may mắn trong cuộc sống, hay được quý nhân giúp đỡ. Đinh Tị rất chăm chỉ làm ăn,
cộng thêm bản thân là người khéo léo, tinh tế có khả năng ứng biến trong mọi công việc, nên thường có nguồn thu nhập ổn định, kinh doanh thuận lợi. Tuy nhiên, Đinh Tị cũng có nhược điểm, đó là sự bảo thủ, kín kẽ, khiến mọi người cảm thấy đề phòng, mọi bí mật riêng tư của họ đều được giấu kín, lại có chút đa nghi. Vì thế mà khiến bạn bè, người yêu thiếu đi cảm giác an toàn, họ cũng không thích bị người khác khuyên bảo hay giáo huấn. Đưa ra nhiều quyết định thiên về cảm tính và không thực sự rõ ràng, nếu Đinh Tị có thể khắc phục được những nhược điểm này thì sẽ ngày càng thành công hơn trong cuộc sống. Trong chuyện tình cảm, đa số người tuổi Đinh Tị có tình cảm chân thành. Trong tình yêu họ luôn hết mình vì đối phương, họ sẵn sàng hy sinh bản thân để đổi lại niềm vui và hạnh phúc của nửa kia. Tuy nhiên, trong tình yêu đôi khi người tuổi Đinh Tị có sự ghen tuông mù quáng, điều này khiến mối quan hệ của họ gặp nhiều rắc rối. Đàn ông tuổi Đinh Tị thường mạnh mẽ, là trụ cột vững chắc trong gia đình. Họ trung tình, quan tâm và yêu thương vợ con hết mực. Trong tình yêu họ rất lãng mạn, cho dù bận rộn với công việc, nhưng đàn ông tuổi Đinh Tị luôn biết cách sắp xếp thời gian hợp lý để dành thời gian cho gia đình thân yêu. Phụ nữ tuổi Đinh Tị vừa có nét đẹp dịu dàng, đoan trang truyền thống, nhưng cũng rất năng động và mạnh mẽ. Họ cuốn hút đối phương nhờ vẻ ngoài quyến rũ và quyền lực. Họ đảm đang trong việc nhà, luôn dành sự yêu thương và quan tâm chồng con hết mực. Khi xảy ra mâu thuẫn, phụ nữ tuổi Đinh Tị thường nhẫn nhịn chịu thiệt về mình để giữ hòa khí trong gia đình. 2. Tổng quan tử vi trong 6 tháng đầu năm 2024 của tuổi Đinh Tị sinh năm 1977. Tuổi Đinh Tị sinh năm 1977 thuộc mệnh thổ, sa trung thổ, giải nghĩa nạp âm sa trung thổ, tức là đất pha cát, mang tính chất pha trộn, hỗn tạp. Theo học thuyết ngũ hành, mệnh thổ của tuổi có mối quan hệ tương sinh với mệnh hỏa của năm Giáp Thìn, hỏa sinh thổ, thiên can đinh bình hòa với giáp, địa chi tị bình hòa với thìn. Tổng quan lá số tử vi của tuổi Đinh Tị trong năm 2024 được đánh giá là rất đẹp, có nhiều yếu tố thuận lợi. Bước sang tuổi 48, cuộc sống của bản mệnh sẽ đón nhận được nhiều niềm vui, hạnh phúc trọn vẹn. Nếu là người sống ngay thẳng, thiện lương, đức độ thì gặp được nhiều may mắn, tâm lúc nào cũng an vui, thảnh thơi. Cụ thể từng phương diện chính như sau. Xét phương diện sự nghiệp tuổi Đinh Tị trong 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch. Bước vào giai đoạn đầu năm 2024 là lúc đánh dấu bước trở mình của Đinh Tị ở phương diện công danh, sự nghiệp, khi được nhiều cát tinh hậu thuẫn, được cả sao chính ấn và chính quan chủ về công danh chiếu mạnh. Đinh Tị lấy lại những gì đã mất trong năm 2023, dù ở môi trường nào, bản mệnh hoàn toàn có thể tìm được cách thích nghi nhanh chóng và phát huy bản lĩnh của mình. Thêm cả sự xuất hiện của quý nhân có lợi cho bản mệnh trong việc phát triển sự nghiệp cá nhân. Nhờ vậy, tuổi Đinh Tị có thêm sự xông xáo, dám nghĩ dám làm, dám đánh đổi để theo đuổi mục tiêu. Công việc trong năm mới có nhiều tín hiệu tích cực, kế hoạch tiến triển suôn sẻ, có nhiều cơ hội thăng quan tiến chức, tham vọng sẽ dẫn bạn đi đúng đường. Đặc biệt nhờ thương quan trợ lực, người làm kinh doanh buôn bán cũng có nhiều cơ hội để mở rộng quan hệ hợp tác làm ăn, có quý nhân phù trợ, không ngừng khẳng định uy tín và thương hiệu của mình. Công việc kinh doanh, buôn bán gặp nhiều may mắn, buôn bán có duyên, ngày càng mở rộng. Có điều, tuổi Đinh Tị dù có đạt được nhiều thành công lớn nhưng cũng rất vất vả, lao lực, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, cần lưu tâm để ý nhiều hơn tới phương diện này. Về phương diện tài lộc tuổi Đinh Tị trong 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch. Tử vi tuổi Đinh Tị trong 6 tháng tới có nhiều điểm sáng về tài lộc, nhờ có tam hợp và thực thần chiếu mệnh mà con đường làm giàu của người tuổi Đinh Tị trở nên cực kỳ hanh thông trong giai đoạn này. Bạn biết tận dụng điểm mạnh của mình để cạnh tranh với đối thủ. Nhờ vậy mà dù không phải bỏ quá nhiều công sức cũng vẫn giành được lợi thế, kiếm tiền về đầy túi. Người làm kinh doanh, buôn bán cũng có thể nhìn ra một hướng phát triển mới cho bản thân mình hoặc cho cả tập thể. Tất nhiên, quá trình thực hiện sẽ không tránh khỏi va vấp, song bản mệnh lập tức rút kinh nghiệm và thay đổi các phương án thích hợp. Nhờ vậy mà cuối cùng thì mọi việc đều suôn sẻ. Thời gian này, bản mệnh có sự tự tin và hăng say, nên khi các công việc đã vào guồng và tiến triển đều đặn, bạn có thể thu được khoản lời lãi đáng mơ ước. Với người làm công ăn lương, bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nên ắt không thiếu được các khoản thưởng nóng. Trong 6 tháng tới này, thậm chí bạn còn có cơ hội được cân nhắc lên vị trí cao hơn, với mức lương xứng đáng hơn với năng lực của mình. Bản mệnh có thể coi đây là động lực để tiếp tục cống hiến trong tương lai. Nếu có ý định cải thiện cuộc sống và công việc cho phép, bạn có thể sắp xếp thời gian dành cho các nghề tay trái. Tin rằng với tính cách cởi mở, chân thành, bạn sẽ làm vừa lòng được khách hàng, khiến các nguồn thu phụ chảy vào túi đều đặn. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Dự đoán tình duyên của tuổi Đinh Tị trong 6 tháng đầu năm 2024 tiết lộ rằng bạn nên tạo ấn tượng tích cực và dành cử chỉ lãng mạn cho người bạn đời của mình. Hãy để tình yêu,
sự quan tâm trở thành một phần thói quen hàng ngày của bạn. Điều đó sẽ giúp bạn củng cố mối quan hệ tình cảm quan trọng, nhắc nhở về một tình yêu đang lớn dần trong tim bạn mỗi ngày, giúp bạn có động lực đi được chặng đường dài phía trước. Đặc biệt, vận trình tình cảm có ấn tinh vượng, khiến bản mệnh trở nên dịu dàng, có nội tâm nhân hậu, nên dễ dàng được mọi người yêu quý với cách đối nhân xử thế hiền hậu, coi trọng nhân cách và nội tâm. Bạn dễ dàng có được sự ủng hộ từ người thân hay bạn bè. Ngoài ra, với tinh thần trọng tình cảm, biết dùng nhân tâm, bản mệnh cũng có một cuộc sống vẹn toàn, hòa thuận, gia đạo êm ấm, hạnh phúc, có thể đón tin vui về chuyện con cái học hành giỏi giang, chăm ngoan. Những tuổi Đinh Tỵ đang độc thân sẽ gặp được người phù hợp để bắt đầu mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, bạn nên cẩn thận khi đưa ra quyết định và lựa chọn của mình. Cuộc gặp gỡ của bạn với người khác có thể dẫn đến câu chuyện tình đẹp đẽ hoặc cuộc chia tay. 6 tháng đầu năm Giáp Thìn sẽ là khoảng thời gian tốt đẹp để các cặp vợ chồng vì các sao chiếu mạng thẳng hàng rất có lợi cho bạn. Ngoài ra, bạn có thể thực hiện chuyến đi du lịch dành cho cặp đôi với một nửa của mình. Bằng cách này, mối quan hệ của các bạn sẽ thêm sâu sắc và gắn bó. Về phương diện sức khỏe tuổi Đinh Tỵ trong 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch, sức khỏe bản mệnh nhìn chung tốt, ít có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng. Nếu có thể duy trì lối sinh hoạt điều độ và lành mạnh, thì gần như không xuất hiện tình trạng nguy cấp nào. Thường ngày bản mệnh nên tăng cường vận động thể chất để tăng cường sức đề kháng, đừng lúc nào cũng ngồi hoặc nằm một chỗ. Ngoài ra, tùy theo tình trạng sức khỏe của bản thân mà Đinh Tỵ cần tìm cho mình một phương pháp tập luyện phù hợp. Có thể đến phòng gym theo sự hướng dẫn của huấn luyện viên cá nhân, hoặc có thể tập yoga tại nhà. Đi bộ hay chạy bộ cũng là hoạt động được khuyến khích. Lưu ý, sự xuất hiện của hung tinh kiếp sát cảnh báo về những tổn thương, tai nạn bất ngờ do chính sự bất cẩn của con giáp này gây ra. Đi lại, làm việc đều cần chú ý vấn đề an toàn, kẻo có thể phải đụng dao kéo. Đối với những người có tiền sử bệnh cũ thì càng cần phải cẩn thận hơn để không khiến tình trạng xấu đi do sơ suất, thậm chí phải phẫu thuật. 3. Luận hung cát từng tháng của người tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch. Xem tử vi khoa học, vận trình tháng 1 âm lịch của tuổi Đinh Tỵ có nhiều điểm sáng. Nguyệt lệnh đi vào đất lâm quan, lại có thiên vu và thiên đức cát tinh nâng đỡ. Công việc tuy bận rộn, nhưng mở ra nhiều cơ hội thăng tiến. Có điều, vận tiểu nhân đầy rẫy, chú ý từng lời nói, hành động của mình, đề phòng bất trắc. Về tài vận, chính tài mang về nguồn thu nhập ổn định, thứ tài cũng có dấu hiệu khởi sắc. Tuy nhiên, trong tháng phát sinh nhiều chi phí, có tiền cũng khó tích lũy được. Chuyện tình cảm của người tuổi Đinh Tỵ thì tiến triển theo chiều hướng tích cực, các mối quan hệ hài hòa, mâu thuẫn giữa các cặp vợ chồng, giữa cha mẹ và con cái sớm được hóa giải. Người độc thân được mai mối, giới thiệu nhân duyên tốt, hứa hẹn trải nghiệm bất ngờ. Tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch. Về công việc, nhìn chung mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, có sự thay đổi tích cực về vị trí công việc hay chiến lược phát triển mới. Dù thế nào, bạn cũng được hưởng lợi từ thay đổi này, có thêm nhiều cơ hội thăng tiến do Nguyệt Mã Cát Tinh mang tới. Trong tháng Nguyệt Lệnh Lâm Đế Vượng, tài vận có dấu hiệu khởi sắc, có thể tiến hành đầu tư ở quy mô vừa và nhỏ. Có điều, cả năm bản mệnh chịu ảnh hưởng cục diện xung thái tuế, tháng này lại có kết tài rình rập, nên đầu tư theo kiểu ăn chắc mặc bền, nhìn thấy lợi nhuận là rút ra để tích lũy, tránh kiểu ồ ạt một mất một còn. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch. Tử vi tháng 3 âm lịch của tuổi Đinh Tỵ, tuy tương xung chưa hẳn đã quá xấu, bạn hãy xem tháng này là một sự rèn luyện cho tiền đồ tương lai. Nguyệt đức hợp quý nhân trong vòng nguyệt lệnh sẽ giúp bạn hóa hung thành cát, vận tài lộc để phòng nguyệt phá gây chuyện thị phi, hao tổn tiền bạc. Trong mệnh lý tiềm tàng hiểm họa tương xung thì chuyện tình cảm sẽ bị ảnh hưởng, suy nghĩ hàng ngày. Tháng người tuổi Đinh Tỵ mang tâm hỏa nên dễ bị ức chế từ bên trong, gây bệnh về tim và huyết áp. Người có bệnh tiểu đường mãn tính thì phải cẩn thận. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch. Bước sang tháng 4 âm lịch, người tuổi Đinh Tỵ có vận khí khá yếu ớt, ám tàng nhiều hung hiểm, bản mệnh có thể sẽ đương đầu với không ít trở ngại. Làm bất cứ việc gì bạn cũng tuyệt đối không được khinh suất, lấy ổn định làm trọng để chờ thời cơ tốt. Sức khỏe cũng dễ mắc các bệnh về mắt hoặc tim phổi, ăn uống chú trọng thanh đạm, giảm tải áp lực cho cơ quan tiêu hóa trong cơ thể. Tình cảm có chút rắc rối vì sự mập mờ nào đó, các cặp đôi có thể xảy ra tranh cãi do đương số cả giận mất khôn. Tử vi tháng 5 năm 2024 âm lịch. Xem tử vi cho thấy, vận trình tháng 5 âm lịch của tuổi Đinh Tỵ không lý tưởng. Về tài vận, chính tài trung bình, thứ tài hầu như không có. Theo đó, cần hạn chế đầu tư tham gia các trò đỏ đen, kẻo tiền mất tật mang. Trong tháng có thể phải tiêu số tiền lớn vì chuyện của người nhà,
công việc gặp nhiều trở lực, tiến độ trì trệ, kết quả cuối cùng không lý tưởng, nên thay đổi thói quen làm việc, tận dụng sức mạnh tập thể để tạo đà phát triển bản thân. Từ giữa tháng trở đi, nguyệt lệnh lâm đất trường sinh mới phát huy tác dụng, thúc đẩy công việc thuận lợi hơn, nhân dịp này có thể tiến hành việc quan trọng, tỷ lệ thành công khá cao. Tử vi tháng 6 năm 2024 âm lịch. Tháng này công việc không có trở ngại gì, làm nhiều ắt được hưởng nhiều. Tuy nhiên bản mệnh cần đề phòng bị mất trộm tiền của hoặc đồ quý giá. Kinh doanh có lời, đầu tư có lãi, làm công ăn lương được đề bạt tăng lương hoặc thăng chức nhỏ, đón tin vui về con cái trong nhà. 4. Bình giải về sao hạn và cách hóa giải vận hạn cho tuổi Đinh Tị sinh năm 1977. 1. Bình giải sao hạn cho nữ mạng tuổi Đinh Tị năm 2024. Theo sao chiếu mệnh, trong năm 2024, tuổi Đinh Tị nữ mạng gặp sao Mộc Đức. Mộc Đức sao sáng mênh mông, lộc tài xuân hạ thu đông dạng người, bán buôn vốn một phát mười, gia môn rộn rã nụ cười ấm no. Mộc Đức là phước tinh mang lại may mắn, an vui, tốt lành nhất là về gia đạo, tốt nhất là vào tháng 10 và tháng chạp âm lịch. Tuy nhiên, cần đề phòng bệnh tật phát sinh, nhất là liên quan về khí huyết trong cơ thể. Cách tăng cát khí của sao Mộc Đức theo phong thủy năm 2024. Sao Mộc Đức thuộc hành mộc, nên dùng màu xanh lá thuộc hành mộc để tăng cường cát khí của sao tốt chủ về tình duyên, hôn nhân, hạnh phúc. Bản mệnh có thể đeo trang sức đá phong thủy màu xanh lá như ngọc phỉ thúy, hoặc cũng có thể dùng màu đen thuộc hành thủy. Mục đích là để thủy sinh mộc càng thêm tốt, cũng có thể đeo đá quý màu xanh dương hoặc màu đen như thạch anh tóc tiên đen, thạch anh đen, lam bảo, ngọc lam. Theo niên hạn, hạn tam kheo hạn nhẹ không sao, đầu năm lưu ý chân tay phải phòng, khuyên ai khấn nguyện hết lòng, cúng sao giải hạn thoát vòng tai ương. Hạn này chủ về thương tật ở chân tay do tai nạn hình thương bất ngờ. Vì thế, đường xấu đi xe cộ nên cẩn thận, chú ý chứng phong thấp, bệnh xương khớp và chứng mỏi mắt hay mắt bị mờ. Tiểu kết, năm 2024, nữ mạng tuổi Đinh Tị gặp sao Mộc Đức. Đây là phúc tinh chủ về những điều may mắn trong cuộc sống, gia đạo yên vui, hòa hợp. Năm này mệnh chủ được tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc bên người thân. Tuy vậy, gặp hạn tam kheo nhắc nhở nữ Đinh Tị chú ý đến sức khỏe, các vấn đề về xương khớp, đau mắt, nên đi thăm khám định kỳ để nắm rõ thể trạng của mình. Năm này chỉ nên duy trì những công việc nhẹ nhàng, thảnh thơi. Ngoài ra trong mọi việc, đường số hành sự bình tĩnh, tránh nóng vội mà đưa ra quyết định sai lầm, mưu sự lành mạnh, không toan tính hãm hại người khác, đặc biệt là những người làm cơ khí nên mặc đồ bảo hộ đầy đủ và kỹ càng. Điều này tránh được một số tai nạn lao động bất ngờ xảy ra nguy hiểm đến tính mạng. Về tâm linh, để tìm sự bình an trong cuộc sống, gia chủ nên thường xuyên đi chùa, thắp hương cửa Phật. Điều này giúp tâm hồn trở nên tâm tịnh và thư giãn phần nào mệt mỏi, áp lực từ cuộc sống. 2. Bình giải sao hạn cho nam mạng tuổi Đinh Tị năm 2024. Theo sao chiếu mệnh, trong năm 2024, tuổi Đinh Tị nam mạng gặp sao Thủy Diệu. Thủy Diệu thuộc về thủy tinh, trong năm nhịn nhục nhớ kiềm hiểm nguy, tháng 4 tháng 8 coi chừng, họ hàng nội ngoại lệ dưng chia lìa. Cát tinh này mang tin vui về tài lộc và hỷ sự trong gia đình, tuy nhiên sao này kỵ nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch, chủ về thị phi, khẩu thiệt, mất mát của cải, bị đàm tiếu, nói xấu sau lưng, nên hành sự phải thật cẩn trọng. Bên cạnh đó, người có sao Thủy Diệu chiếu mệnh, cần cẩn thận đường sông nước, hạn chế đi du lịch vùng biển, sông suối, dễ gặp bất trắc. Theo niên hạn, hạn thiên tinh là hạn trung bình, mang lời chịu tiếng thình lình chẳng hay, thiên tinh là sao chẳng hay, ra ngoài mắc phải dạ tai ngục hình. Hạn thiên tinh chủ về tai bay vạ gió, đi ra ngoài cần phải chú ý lời ăn tiếng nói kiểu vướng thị phi, nghiêm trọng còn vướng vào kiện tụng cửa quan. Tiểu kết, nam mạng Đinh Tị trong năm 2024 gặp sao Thủy Diệu, chủ về danh lợi lưỡng toàn, tiền đồ sán lạn. Năm này người đang làm ăn kinh doanh buôn bán sẽ có nhiều tài lộc, buôn may bán đắt, các việc liên quan đến đầu tư nếu có kiến thức chuyên môn thì sẽ thu về lợi nhuận tốt. Bên cạnh đó, hạn thiên tinh nhắc nhở tuổi Tị 1977 nam mạng cần chú ý tới sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Mệnh chủ nên duy trì những thói quen sống lành mạnh như ăn uống thanh đạm, ngủ đủ giấc, tập thể thao thường xuyên, tham gia các hoạt động tập thể để tự tạo niềm vui cho cuộc sống. Năm này, không nên làm việc quá sức, thay vào đó hãy dành thời gian để nghỉ ngơi, tận hưởng những phút giây thư giãn, vui thú điền viên. Điều này sẽ giúp cho đời sống tinh thần của mệnh chủ được an lạc, thảnh thơi. Tiếp theo trong chuyên mục Phong thủy may mắn năm 2024, Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ tới quý vị về màu sắc may mắn,
giúp Đinh Tị gặp hung hóa cát, vận khí vượng suốt cả năm. Màu đỏ vượng sự nghiệp. Đây là màu sắc mang lại sự ổn định và phát triển cho bạn, có thể tìm được nhiều cơ hội để phấn đấu trong năm nay, đồng thời tránh được những kẻ tiểu nhân có ý đồ xấu, muốn hãm hại bạn. Màu vàng kim vượng tài lộc. Nhiều cơ hội kiếm tiền sẽ xuất hiện trước mắt người tuổi Tỵ nếu bạn sử dụng màu sắc này một cách hợp lý. Bên cạnh đó, nó cũng giúp bạn trở nên lý trí hơn khi đứng trước các quyết định kinh doanh, đầu tư, chi tiêu. Màu da cam vượng tình duyên. Màu sắc này đem lại cho bạn cơ hội gặp gỡ nhiều đối tượng triển vọng, giúp đôi bên có khả năng phát triển tình cảm về lâu, về dài. Bên cạnh đó, chính bạn cũng cần chủ động mở lòng hơn. Màu nâu tốt cho sức khỏe. Màu nâu nó giúp bạn luôn cảm thấy bình tĩnh, tích cực khi đứng trước mọi vấn đề. Bạn không phải chịu nhiều áp lực nặng nề trong cuộc sống nữa. Màu kỵ năm 2024 của tuổi Đinh Tỵ là xanh dương, xám. Hai màu sắc này có thể kích thích sự tự mãn và khoe khoang của người tuổi Đinh Tỵ, khiến bạn có cách hành xử không đứng đắn, từ đó khơi dậy sự ganh ghét của tiểu nhân, dễ bị đối phương bày mưu hãm hại. Quý vị thân mến, tuổi Đinh Tỵ 1977 nên trồng cây gì? Cây để bàn hợp tuổi Đinh Tỵ là cây gì? Là câu hỏi mà nhiều người quan tâm. Vậy làm thế nào để chọn được cây cảnh hợp tuổi Đinh Tỵ 1977? Đem lại tài lộc, kích thích vượng khí trong nhà. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn chọn được cây cảnh hợp với tuổi dựa theo những phân tích chi tiết nhất. Theo các chuyên gia, trồng cây cảnh phong thủy phù hợp với từng không gian và bản mệnh sẽ giúp mang lại sự may mắn, sức khỏe, hòa thuận và hạnh phúc cho gia đình. Do đó, cần phải có sự cân nhắc hết sức kỹ lưỡng khi chọn cây cảnh phong thủy trong nhà. Chúng ta không thể tùy tiện cứ thấy cây nào ưng mắt, hợp sở thích là đưa vào không gian sống của mình. Bởi theo phong thủy, có loại cây mang lại may mắn, có loại cây lại mang đến sát khí, không tốt cho gia chủ. Đơn cử, một số loại cây cảnh có đặc điểm lá quá nhỏ, dài loằng ngoằng, mọc quá tùm, có thể sẽ làm nảy sinh mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình, gây ảnh hưởng không tốt đến vấn đề sức khỏe của mọi người. Cây phong thủy cũng có rất nhiều loại khác nhau, mỗi loại có một đặc điểm riêng biệt. Nếu muốn tìm hiểu về người tuổi Đinh Tỵ 1977 hợp cây phong thủy gì, đầu tiên bạn phải đối chiếu theo năm sinh và mệnh, từ đó sẽ có căn cứ và dễ dàng chọn được cây cảnh phù hợp nhất. Những cây cảnh thuộc hành thổ sẽ hợp với tuổi Đinh Tỵ 1977. 1. Lưỡi hổ viên vàng. Cây lưỡi hổ có tác dụng trừ tà, xua đuổi ma quỷ, những điều xui xẻo, xua đi bùa chú. Lá lưỡi hổ thường mọc thẳng thể hiện sự quyết đoán, ý chí tiến lên. Ngoài ra, cây lưỡi hổ còn mang ý nghĩa may mắn, giúp gia chủ phát tài, phát lộc, dồi dào tiền bạc. Vì thế, nó có thể là một món quà để đem tặng đối tác, bạn bè, người thân vào những dịp đặc biệt như mừng tân gia, mừng năm mới. 2. Thiết mộc lan. Theo phong thủy, thiết mộc lan được cho là mang đến may mắn cho gia chủ về tài lộc và tiền bạc, nhất là khi cây ra hoa báo hiệu tiền tài sắp đến. Khi mua cây thiết mộc lan, người ta thường tính theo số cành hoặc chậu, trong đó hai cành thì tượng trưng cho sự vẹn tròn, may mắn trong tình yêu, ba cành tượng trưng cho hạnh phúc, năm cành đại diện cho sức khỏe, tám cành cho phát tài phát lộc và chín cành cho hạnh phúc viên mãn, tài lộc dồi dào. Do đó, khi mua thiết mộc lan về trồng, tùy vào mong muốn của mỗi người mà lựa chọn số cành phù hợp. Ngoài ra, nếu đặt cây theo hướng đông hoặc đông nam của ngôi nhà, cây sẽ đại diện cho hành thổ mang lại may mắn cho gia chủ. 3. Lan hồ điệp hoa vàng. Tương đương với mỗi màu sắc khác nhau, lan hồ điệp lại mang những ý nghĩa khác nhau. Thêm vào đó, thân hình tròn trịa, cánh hoa đẹp đẽ, mọc đối xứng và màu sắc tươi sáng của lan hồ điệp mang lại nhiều lợi ích tốt cho phong thủy. Nói không hoa, đây là loài cây biểu trưng cho sự phú quý, thịnh vượng, sung túc đầy đủ và may mắn thành công. 4. Đế vương vàng là loại cây tượng trưng cho bình an, tài lộc và thịnh vượng. Cây trầu bà thường được các hộ gia đình sử dụng trong nhà để xua đuổi vận xui, đen đủi trong cuộc sống. Với vẻ đẹp thanh tao mà cũng không kém phần sang trọng, cây trầu bà đem đến cho căn nhà một nét đẹp nhã nhặn, tươi mát và cũng đầy uy quyền. Những cây cảnh thuộc hành hỏa sẽ hợp với tuổi Đinh Tỵ 1977. 1. Cây phú quý. Màu đỏ là màu của may mắn, do đó cây phú quý trong phong thủy là cây biểu tượng cho những điều tốt lành, đồng thời giống như tên gọi mà người ta đặt cho cây. Phú quý mang đến sự giàu sang, tài lộc cho người trồng. Ý nghĩa cây phú quý ra hoa chính là thể hiện sự may mắn, phát tài phát lộc. Nếu bạn tặng cho ai đó, hoặc được người khác tặng cây phú quý, thì có nghĩa là cầu chúc những điều tốt đẹp, mong muốn một cuộc sống thịnh vượng, phát tài. 2. Cây huyết dụ. Với những tán lá màu đỏ, huyết dụ mang đến cho người ta niềm tin về sự may mắn. Theo nhiều chuyên gia phong thủy,
cây huyết dụ không chỉ mang ý nghĩa may mắn mà còn có tác dụng giữ của. Đặc biệt, đây là loài cây có tác dụng ngăn ngừa tà ma. Khi trồng cây huyết dụ, gia chủ sẽ gia tăng được vượng khí, nhờ đó công việc cuộc sống đều gặp thuận lợi, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Vì thế rất nhiều chị em văn phòng hiện nay lựa chọn cây huyết dụ để bàn. 3. Cây vạn lộc. Cây vạn lộc là một trong những loài cây cảnh để bàn phong thủy, tượng trưng cho may mắn, tài lộc tràn đầy. Điều này thể hiện quá rõ qua tên gọi, màu sắc cũng như hình dáng của cây. Theo phong thủy thì vạn lộc là rất nhiều lộc, cây lại có màu đỏ tượng trưng cho may mắn, thịnh vượng. Lời nhắc cải mệnh dành cho tín chủ trong 6 tháng đầu năm 2024, cần tránh xa 4 điều này có thể giúp đinh tị tránh bớt tai họa, bởi chuyện gì xảy ra cũng có căn nguyên của nó. Hiểu được vấn đề sẽ giúp bạn giải quyết và tránh xa nguồn cơn của tai họa. Điều cấm kỵ thứ nhất, đừng nói đến hết lời. Người xưa có câu, suy nghĩ 7 lần trước khi nói, bởi vì sức mạnh của lời nói rất lớn, nó không chỉ khiến người khác bị tổn thương, mà còn có thể rước họa về cho bản thân. Do đó, bạn cần phải suy nghĩ kỹ trước khi nói, dù có muốn nói gì đi chăng nữa cũng phải nhớ là trở lại cho bản thân một đường lui, đừng bao giờ nói hết lời. Điều cấm kỵ thứ hai, làm việc không nên lần nữa. Hồi nhỏ chúng ta đều có rất nhiều mộng tưởng, nhưng biết bao nhiêu giấc mơ ấy cứ bị lần nữa, hết lần này tới lần khác, cuối cùng đều thành dang dở. Trong Thái Can Đàm có một câu như sau, đời người chỉ như hạt gạo trong kho, như tia chớp vụt qua trước mắt, như cây gỗ mục bên bờ vực thẳm, như một con sóng giữa biển khơi. Nếu biết điều này sao lại không thấy bi ai, sao lại không thấy hạnh phúc? Làm thế nào mới có thể không phá bỏ mà cứ ôm giữ nỗi lo ham sống của con người? Làm thế nào mới có thể không lưu lại nỗi nhục sống một cách hoang phí? Đoạn này đại ý là đời người quá ngắn ngủi. Nếu biết được điểm này thì con người sẽ không phải hối tiếc vì lãng phí thời gian quý giá của mình. Mọi người thường quen với việc cứ lần nữa, hết lần này tới lần khác, trước khi hành động thường muốn hưởng thụ một chút an nhàn sau chót, nhưng hễ nghỉ ngơi thì lại không dứt ra được, cứ muốn tiếp tục hưởng thụ mãi như vậy, cuối cùng thì sự lần nữa này sẽ trực tiếp khiến hành động này thất bại. Có câu nói rằng, những năm tháng tuổi trẻ khó quay lại, một ngày khó có hai buổi sáng, hãy khích lệ đúng lúc, bởi tháng năm chẳng đợi người, cứ lần nữa hết lần này tới lần khác, thì thứ bị hao mòn chính là sinh mệnh của bản thân mình, tới già hối tiếc. Thời gian đời người thấm thoát thoi đưa thì cũng đã muộn. Chỉ bằng hãy nỗ lực ngay từ bây giờ. Người thành công là người lập tức hành động. Chỉ có hành động tức khắc mới có thể nắm bắt thời cơ trước người khác. 3. Buông bỏ để thong dong tự tại. Buông bỏ là trí tuệ, cũng là dũng khí. Con người khi đến một độ tuổi nhất định cần phải học được cách buông bỏ những gì cần buông bỏ và giữ lấy những gì nên quý trọng. Con người sống trên đời giống như lữ khách đang bước tiến về phía trước. Nếu chúng ta càng ôm giữ nhiều thì hành trang chúng ta mang theo sẽ càng nặng nề hơn. Vì vậy, trong cuộc đời này, chúng ta cần phải học được bản lĩnh bỏ đi một số loại đồ vật trên hành trang của mình, như những người bạn hư tình giả ý, những thú vui rượu chè vô nghĩa, những câu chuyện phiếm vô dụng. Có như vậy, cuộc đời của chúng ta mới thong dong tự tại và nhẹ nhàng hơn. 4. Cự tuyệt để không bị lầm lạc. Miễn cưỡng đồng ý không bằng thẳng thắn, thành thật cự tuyệt, làm người phải hiểu được những việc cần cự tuyệt và những việc nên tiếp nhận trong cuộc sống. Cự tuyệt oán hận, tiếp nhận khoan dung. Cự tuyệt dối trá, tiếp nhận chân thành. Cự tuyệt cái ác, tiếp nhận cái thiện. Một người sáng suốt, khi đứng trước những cám dỗ về mặt lợi ích, danh vọng và tình cảm bất chính thì phải biết cự tuyệt. Chỉ người có bản lĩnh nói lời cự tuyệt trước những điều không hợp đạo nghĩa mới có thể không bị lầm đường lạc lối, mới khiến cho cuộc sống của họ bình an, khoái hoạt. Trong cuộc sống, những người vì hư vinh, vì thể diện, vì tình mà không dám hợp thời cự tuyệt thì cuộc sống của họ rất nặng nề, bất an. Kính thưa quý mệnh chủ thân mến, khi ánh mắt thuần tịnh thì sẽ thấy mỹ cảnh, khi tâm thuần tịnh tự khắc nhìn thấu đúng sai, tốt xấu, khiêm nhường, lắng nghe và không ngừng học hỏi. Một người học giả từng hỏi thiền sư về thiền, nhưng lại chẳng chịu lắng nghe. Ông ta thao thao bất tuyệt nói về quan điểm của mình, thiền sư không nói gì chỉ im lặng đãi trà và lắng nghe. Trong lúc rót trà, vị thiền sư không dừng lại kể cả khi trà sắp tràn. Người học giả nhìn thấy liền sốt sắng nói, ngài đừng rót nữa, nó sẽ tràn ngay lập tức. Lúc này, vị thiền sư điềm đạm nói, ông giống như cốc trà đầy, chứa đầy những thành kiến và ý kiến riêng, làm sao ta có thể nói về thiền với ông được. Biển tiếp nhận nước từ trăm sông, chỉ có dung nạp mới trở nên rộng lớn. Chúng ta sống ở đời phải có tấm lòng bao dung, tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, đối mặt với những điều chưa biết phải khiêm nhường, lắng nghe. Chỉ có vậy, bản thân mới tiến bộ, sống thông tuệ là không oán, không bận. Trong trang Tử Sơn Mục có một câu chuyện như sau, khi một người vượt sông bằng thuyền, nhìn thấy chiếc thuyền đối diện sắp va vào,
Người này lớn tiếng nhắc nhở nhiều lần, nhưng không ai đáp lại. Bèn nguyên rủ người lái con thuyền không biết nhìn, nhưng sau đó, người này phát hiện ra thuyền không người lái thì cơn giận lập tức biến mất. Vậy mới nói, trong cuộc sống này có nhiều chuyện xảy ra không như chúng ta suy đoán. Trước khi làm gì hãy suy xét thật kỹ càng, đừng để tâm mang oán, mang hận, sống không oán, không hận mới là cách sống thông tuệ ở đời. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc, bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.